Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao IS ở Syria. Quân đội Mỹ được phép tiếp cận tất cả các căn cứ quân sự ở Thụy Điển. Giao cản cuối cùng với Thủ tướng Hà Lan để trở thành Tổng thư ký NATO tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin nổi bật sẽ có trong cụm tin nhanh quốc tế của chúng tôi ngày 20 tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Sencom ngày 19 tháng 6 cho biết, lực lượng Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích tại Syria, tiêu diệt Usama Zaman, Mohammed Ibrahim Al-Zabani, một nhân vật cấp cao đóng vai trò điều phối của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nêu rõ, cái chết của nhân vật này sẽ làm gián đoạn khả năng của IS trong việc cung cấp nguồn lực và thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và các đối tác trong khu vực để giới hạn năng lực hoạt động của IS và đảm bảo chắc chắn sự thất bại của tổ chức này. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cũng khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy dân thường bị tổn hại trong cuộc không kích này. Quốc hội Thụy Điển ngày 18 tháng 6 đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận quốc phòng gây tranh cãi với Mỹ, trong đó cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Thụy Điển trên toàn quốc. Theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng, quân đội Mỹ hiện có quyền sử dụng tất cả 17 căn cứ quân sự của Thụy Điển, đồng thời được phép xây dựng các cơ sở vật chất riêng trên lãnh thổ Thụy Điển. Ngoài ra, các phương tiện, tàu thuyền và máy bay quân sự Mỹ có thể tự do di chuyển trên lãnh thổ Thụy Điển mà không bị kiểm tra hoặc khám xét nếu không có sự đồng ý của phía Mỹ. Chính phủ Thụy Điển tuyên bố, mục đích của thỏa thuận là để Mỹ có thể hỗ trợ nhanh chóng cho Thụy Điển trong trường hợp khủng hoảng. Thỏa thuận cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm bảo vệ các quốc gia vùng Baltic và Phần Lan. Hiện tại, Thụy Điển không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này vào thời bình. Tuy nhiên, Thủ tướng Thụy Điển Phần Lan Alf Christensen gần đây cho biết vấn đề vũ khí hạt nhân trong thời chiến có thể được xem xét lại. Tháng 3 vừa qua, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO với tư cách là thành viên thứ 32 của khối liên minh quân sự này, chấm dứt chính sách trung lập mà nước này duy trì trong nhiều thập kỷ. NATO đang tìm kiếm sự đồng thuận cần thiết giữa 32 thành viên để tìm người kế nhiệm tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi ông hết nhiệm kỳ vào tháng 10 năm nay. Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều cho biết họ sẽ ủng hộ ứng cử viên là ông Mark Rutte, một trong những nước không ủng hộ là Hungary đã ngừng phản đối vào ngày 18 tháng 6. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, Thủ tướng Hà Lan đã đồng ý tôn trọng thỏa thuận đạt được với ông Stoltenberg rằng sẽ không có binh sĩ Hungary nào tham gia vào các hoạt động của NATO ở Ukraine và sẽ không có quỹ nào của Hungary dùng để hỗ trợ Kiev. Thủ tướng Orbán cho biết, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Hungary sẵn sàng ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Rutte cho vị trí Tổng thư ký NATO. Thông thường tôi không nói bất cứ điều gì về người kế nhiệm, bởi vì tôi không chọn người kế nhiệm. Tuy nhiên với thông điệp từ Thủ tướng Orbán, tôi nghĩ rõ ràng là chúng tôi đã tiến rất gần đến quyết định chung giữa các đồng minh đối với tổng thư ký tiếp theo, và tôi nghĩ đó là một tin tốt. Ông Mark Ruth là một ứng cử viên rất mạnh mẽ. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm làm thủ tướng. Ông ấy là một người bạn thân và đồng nghiệp của tôi, do đó tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Liên Minh sẽ sớm lựa chọn người kế nhiệm tôi và điều đó sẽ tốt cho tất cả chúng ta, cho NATO và cho cả tôi. Cùng ngày, Tân Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ ông rút cho vị trí đứng đầu NATO. Như vậy, Thủ tướng Hà Lan chỉ cần được Rumani ủng hộ cho vị trí Tổng thư ký NATO. Tổng thống Rumani Klaus Johannes cũng đang cạnh tranh vào vị trí này. Tổng thống Johannes dự định đưa ra thông báo vào ngày 20 tháng 6 về nỗ lực trở thành người đứng đầu NATO. Ông Johannes, 65 tuổi, đã cam kết đổi mới quan điểm cho NATO với tư cách là thành viên ở sườn phía đông NATO. Các cường quốc hàng đầu NATO đang thúc ép các bên đạt được thỏa thuận về vị trí tổng thư ký mới của Liên minh trước hội nghị thượng đỉnh ở Washington DC vào tháng tới. Rumani, giáp Ukraina và Biển Đen đã ngày càng có tầm quan trọng chiến lược kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraina nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nước này có hơn 5.000 binh sĩ nước ngoài đồn trú. Việc đề cử Tổng thư ký NATO mới cần có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên liên minh và hầu hết dường như sẵn sàng ủng hộ ông Ruth. Ông Rutte hiện giữ vai trò Thủ tướng Hà Lan tạm thời và sẽ rời vị trí của mình trong vài tuần tới sau khi chính phủ mới của Hà Lan được thành lập. Vòng đàm phán đầu tiên giữa EU và Ukraine về gia nhập liên minh này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 sau khi các quốc gia thành viên thông qua khuôn khổ đàm phán tổng thể. Tuy nhiên, tư cách thành viên EU của Ukraine có nguy cơ bế tắc trong thời gian Hungary làm chủ tịch Hội đồng châu Âu. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, Hungary sẽ thiết lập chương trình nghị sự hàng tuần và chủ trì các cuộc họp cấp bộ trưởng EU tại Brussels, quy định những chủ đề nào được đặt lên đầu danh sách. Khẩu hiệu chính thức trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu của Hungary sẽ là làm châu Âu vĩ đại trở lại, một quan điểm tương tự như của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Viễn cảnh này đã gây bất an cho các nhà ngoại giao châu Âu, những người lo ngại Thủ tướng Hungary Viktor Orbán sẽ tận dụng vị thế đó để thúc đẩy quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Đặc biệt, chính sách của EU đối với Ukraine được coi là có nguy cơ trạch hướng cao nhất. Hôm 18 tháng 6, Budapest công bố chương trình nghị sự chính thức cho cương vị chủ tịch luân phiên EU. Những lo ngại này dường như đã được chứng minh. Janos Boka, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Hungary đã nói rằng, nước này sẽ không giúp Ukraine một cuộc đàm phán nào về tư cách thành viên EU. Chương trình nghị sự của Hungary đưa ra một số ám chỉ đến Ukraine xoay quanh những vấn đề như nền kinh tế, toàn vẹn lãnh thổ, tái thiết, tác động an ninh, người tị nạn, nhưng không hướng đến việc bối cảnh mở rộng EU. Quan điểm này trái ngược với lập trường của Bỉ, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng châu Âu và đang nỗ lực thúc đẩy việc Ukraine gia nhập EU nhiều nhất có thể. Tuần trước, Bỉ đã đạt được sự nhất trí cần thiết để thông qua khuôn khổ đàm phán cho Ukraine và Moldova, hai nước mà Hungary đã ngăn cản. Bước đối phá này sẽ cho phép Bỉ tổ chức hội nghị liên chính phủ đầu tiên với Ukraine vào ngày 25 tháng 6 tới, vốn được coi là vòng đàm phán đầu tiên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Boka cho biết Hungary sẽ đặt mục tiêu thực hiện quá trình mở rộng dựa trên thành tích, khách quan và đáng tin cậy, và chuyển sự chú ý từ Ukraine sang Tây Ban Căng, nơi còn 5 quốc gia khác chưa gia nhập EU. Ngày 18 tháng 6, Hungary đã chính thức công bố chương trình và các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu trong nửa cuối năm 2024, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18 tháng 6, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu EU của Hungary, Janos Boka cho biết, trong nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU sắp tới, Hungary sẽ tập trung vào 7 ưu tiên, bao gồm tăng cường khả năng cạnh tranh của EU, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và hợp tác mua sắm quốc phòng giữa các quốc gia thành viên EU, bảo vệ biên giới ngoài của EU ủng hộ chính sách nông nghiệp châu Âu lấy người nông dân làm trung tâm, giải quyết vấn đề mở rộng EU trong tương lai và vấn đề nhân khẩu học của châu Âu. Ngoài ra, Hungary dự định tổ chức 177 sự kiện, trong đó có 16 hội nghị cấp bộ trưởng và hai hội nghị thượng đỉnh. Khẩu hiệu của Hungary trong những kỳ lần này là làm cho châu Âu vĩ đại trở lại, Make Europe Great Again. Trong khi logo là khối Rubik với một bên là cờ của EU, một bên là cờ của Hungary và một bên là 27 khối nhỏ hơn tượng trưng cho quốc gia thành viên EU. Ông Janusz Boka nhấn mạnh, Hungary đảm nhiệm cương vị chủ tịch Liên phiên EU trong bối cảnh một cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực lân cận của Hungary và EU. Vấn đề di cư bất hợp pháp, thiên tai, biến đổi khí hậu và những thách thức về nhân khẩu học. Do vậy, Hungary cần tìm cách giải quyết các vấn đề thực sự của châu Âu bằng các giải pháp thực tế, thúc đẩy đối thoại cởi mở và trung thực để đạt được sự thống nhất trong đa dạng.